Rồi, hôm nay Ngọc sẽ tranh thủ một cái thời gian Ngọc nói cho các bạn nghe về cái cốt lõi trong cái cách mình viết bài, cái bài content hay là soạn một quyển sách hay là biên tập lại một cái video. Và thời gian qua Ngọc thấy có rất là nhiều bạn YouTuber làm tràn lan, và mình thật sự mình chưa có tập trung vào YouTube nhiều, cho nên mình biết gì mình sẽ chỉ các bạn hướng dẫn vào cái đó và cái cách viết sách. Thì mình đã có cái cách phương pháp rất là hay để viết được một quyển sách hay, và chính bản thân mình chiêm ngưỡng lại cái quyển sách đó, hay là mình đọc, mình xem đi xem lại những cái video mình đã từng bỏ lên YouTube, mình vẫn cảm thấy rất là yêu thích. Và các bạn có biết không, biên tập sách hay là biên tập clip hay YouTube hay là những cái bài bạn post lên Facebook đó, đó sẽ là ngôi nhà chung dành cho khách hàng của mình khi biết đến mình thông qua cái gì đó, tên thương hiệu của bạn, về cá nhân bạn, họ biết bạn qua Instagram, qua YouTube, qua Facebook, hay là qua một quyển sách của bạn, hay là qua một cái lớp học, hay qua một cái người quen nói về bạn. Thì chắc chắn bạn phải xây dựng một cái bộ nhận diện thương hiệu chuẩn xác. Vậy làm thế nào để có bộ nhận diện thương hiệu chuẩn xác? Là bạn phải chọn cho mình cái điểm mạnh, cái ưu ái đầu tiên của nó, điểm mạnh của bạn là phải đâu. Thì giống như là bạn, nếu bạn là người đi xin việc thì người tuyển dụng lúc nào cũng hỏi, bạn giới thiệu cho bạn thì bạn cũng nói điểm mạnh đó bạn trước nhất đúng không? Rồi điểm yếu, những cái mà khuyết thì bạn nói sao? Thì bạn đưa điểm mạnh của bạn ra thì lương của bạn hay là những cái làm của bạn, bạn mới được thỏa mãn, tăng lên, bạn mới được nhận vào vị trí chính xác là muốn thăng tiến lên. Cũng người ta cũng nhìn cái điểm mạnh của bạn, nhìn cái năng lực kết quả làm việc của bạn, đo đạc để cân nhắc quyết định cho bạn có được cái vị trí đó làm tốt hay không, có phù hợp với vị trí đó hay không, đúng không? Đây thì hôm nay Ngọc nói kỹ hơn cái điểm mạnh là bạn làm lĩnh vực gì, bạn phải chọn điểm mạnh cho mình trước nhất. Mỗi một người sinh ra lớn lên đi làm rồi, đi học rồi, trong lớp học hay ở đâu, môi trường nào, công ty nào cũng vậy, ai ai cũng có một điểm mạnh gọi là biệt tài như nhau, một cái năng lực hoặc là một cái tài năng nào đó như nhau, quan trọng là bạn có biết phát huy nó đúng cái môi trường hay không. Thì điểm mạnh đầu tiên bạn phải chọn cho bạn là cái lĩnh vực đó. Có thể là nếu bạn là thầy thì điểm mạnh của bạn là chuyên môn gì, giảng dạy môn gì đó, môn học. Nếu bạn là người công chúng, điểm mạnh của bạn là chuyên diễn hài, chuyên biên kịch, đạo diễn, hay là điểm mạnh là diễn viên. Nếu bạn là gì nữa, bạn phải biết cái công thức này, lĩnh vực bạn là điểm mạnh, thì bạn phải chọn cái tên thương hiệu. Cái thứ hai, sau cái điểm mạnh, đó là chọn được lĩnh vực rồi, thì cái thứ hai bạn chọn cái thương hiệu của bạn chuyên về lĩnh vực gì, để khi nhắc đến nó người ta nhớ các bạn. Như là nhắc đến anh Hài đạt nút vàng và có công ty 17 Revolution, người ta sẽ nhớ đó là anh Huỳnh Lập. Nhắc đến hãng xe Honda thì ông Sergio. Người ta nhắc đến quán ăn Trường Giang thì người ta sẽ nhớ đến danh hàng nghệ sĩ hài Trường Giang, ở bất cứ thương hiệu nào, đúng không ạ? Thì cái thứ hai đó là bạn phải chọn cái tên thương hiệu dễ nhớ. Nhắc đến mãi thực vật, người ta sẽ nhớ đến Napoli của hai vợ chồng giám đốc anh Nhân với chị Tiên, vân vân. Thì cái thứ hai là cái tên thương hiệu của bạn phải dễ nhớ và nó phổ biến trong cộng đồng khách hàng của mình, cộng đồng người Việt hay là cộng đồng. Mình nhắc đến Thúy Nga Paris này, người ta sẽ nhớ công ơn đầu tiên của cô Thúy, là người đã sáng lập ra trung tâm, vâng vâng, rất là nhiều. Nhắc đến Chi Quan thì sẽ biết đến là chị Tâm Đoan và hai vợ chồng là anh Tiến Dũng cũng là ca sĩ. Ý Ngọc nói là cái thứ hai bạn phải cho mình một cái tên nhất định để người ta nhớ. Nhắc đến học viện của trường doanh nhân HBR, Land Master hay là BTI hay là rất là nhiều trường học và phân phối sản phẩm qua nhà trung gian là Edumon, người ta sẽ nhớ đến ngay là thầy tiến sĩ Lê Thẩm Dương đó. Thì đó gọi là cái nhận diện thương hiệu, là bạn phải có một cái thương hiệu riêng. Nhắc đến cái kinh doanh mà giúp cho các bạn chạy được cái kênh YouTube, sẽ nhớ ngay đến Mỹ Ngọc VB Studio, một cái kênh YouTube chuyên dạy miễn phí cho các bạn và để dành cho các bạn thưởng thức những sản phẩm rất là hay về thông tin doanh nghiệp này, về album ca nhạc, về những người rất là nổi tiếng được tôi phỏng vấn và những cái tôi đào tạo sơ sơ cho các bạn.
và muốn bạn học chuyên sâu, hiệu quả, hiểu bài thì bắt buộc phải có học phí và phải học trực tiếp với cô thì bạn mới đạt hiệu quả. Bạn muốn bạn làm được bài văn đó hay, bạn phải có một người kèm cặp từng con chữ. Như là cái vấn đề này Ngọc nói cho bạn nghe dễ hiểu, cái bàn phím máy vi tính, đúng không? Tôi có một cái laptop HP và nó gần đây nó có một cái triệu chứng rất là lạ, là cái nút cấp lock của nó tự động bật mở như vậy. Thì khi mà mình ngồi biên tập bài, mình viết bài, nó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng cả một trang viết, ảnh hưởng chất lượng cả một trang viết, ảnh hưởng cả một quyển sách, cả một cái giáo trình bài giảng. Một cái slide mình soạn ra, nó tự động nó viết hoa. Lúc mình cần viết hoa thì nó không chịu, nó viết thường. Lúc mình tự động mình bấm vô đó, thì nó tự động nó trở lại chữ thường, nó làm ảnh hưởng đến mình. Thì khi tôi hỏi anh Trung Quân á, là anh này làm ở Phương Tùng, thì phải bắt buộc là phải thay cả cái bàn phím khoảng vài trăm thì mới cải thiện được tình hình của cái máy đó. Và cái máy này là máy thương hiệu đấy chứ, nó tốt nhất nhì trong tất cả những hãng máy tính. Thì mình không có vì một cái nút nhỏ mà mình phải dục đi cái máy, mà mình chỉ cải thiện cái bộ phận là cái bàn phím của nó thôi. Cho nên các bạn, cái điều thứ ba mà Ngọc muốn nói á, là khi ai đó có thể là họ phán xét, chê bai, ganh đua, rồi ghen ghét, hay là nói những điều thiếu tích cực về bạn, bạn không có vì những cái đó họ nói mà bạn quên đi những cái điểm mạnh, những cái ưu thế, những cái mình làm đã rất là tốt, và quên đi là mình đã từng cống hiến cho ngành nghề đó, rồi đã từng làm việc tốt đẹp như thế nào, đã sống trong môi trường đó tích cực ra sao, mình đã yêu kinh doanh đó của mình, yêu con người ở môi trường đó, yêu bất cứ cái gì đó như thế nào. Ai cũng có bản thân họ nói, chứ bản thân họ cũng có nhiều hơn nữa, đúng không? Vậy thì bạn phải biết cố gắng tận dụng cho thật là triệt để những cái ưu ái của mình đã sẵn có, đi học đi làm đã sẵn có được, mình đã được như vậy rồi. Biết bao nhiêu người không có được như thế. Thì cái điều thứ ba Ngọc cũng nói, để bạn xây dựng được một cái kênh thương hiệu YouTube, Facebook, hay là viết được một quyển sách, bạn phải chọn đúng cái chủ đề mà bạn viết hay nhất, bạn nói hay nhất. Nếu bạn làm YouTube, cái gì mà bạn nói ra là hay, thu hút công chúng, cái gì mà làm cho bạn có thể nổi tiếng đi lên, và cái gì là điểm tuyệt vời như các bạn. Có thể đó là sở trường của bạn về ca hát, hay học môn học nào đó, hay là bạn dạy tốt môn gì đó, bạn được tuyên dương cái gì đó, hay là bạn gặp được một nhân vật nào đó rất là xuất sắc. Ở gần đây tôi nhớ ngày hồi thứ bảy tuần rồi á, tôi có gặp anh nhạc sĩ Minh Vy, là chồng của ca sĩ Cẩm Ly, và anh là họ hàng rất gần với tỷ phú Chính Chu. Các bạn với anh ngoài bên ngoài anh rất là thân thiện, nói chuyện rất là dễ thương. Và thực sự hôm đó thì tôi vừa có hẹn với trường Renwick xong, là tôi hay bực bội ngay hôm đó, và vì cái trường này rất là tốt, mọi mặt thì rất tốt, nhưng bộ phận nhân sự ở Việt Nam làm không ổn một chỗ này. Hẹn khách hàng 9 giờ, tới gần 10 giờ không thấy mặt mũi nó đâu, thằng giám đốc không biết nó họp cái gì, nó làm mất thời gian của 4-5 con người hẹn hò với nó. Rồi cho nên tôi vì như vậy mà tôi chạy đến TTC, tôi gặp được anh Minh Vy, và nó ảnh hưởng tới cái tâm trạng của tôi ngày hôm đó. Tính nói chuyện về dự án với anh Minh Vy, thì các bạn có biết không, cái điều thứ ba bạn phải làm đó là bạn phải nghĩ cách để lựa chọn cho đúng cái hướng đi của mình, là mình tập trung lại cho mình một con đường, một hướng đi nào đó. Vì nhân vô thập toàn, mà bạn chỉ nhắm đúng một con đường, một hướng đi thôi, và bạn làm tốt cái hướng đi đó thì nó sẽ tạo ra kết quả thật là tốt. Nhắc đến anh Lý Phương Thực, thì biết ảnh kinh doanh hóa học và bán mỹ phẩm Skinna, thì bạn phải chọn đúng. Nếu như cả nhà ai còn muốn niềm đam mê chạy YouTube, hay là các bạn có niềm đam mê Facebook marketing online, tôi sẽ tặng cho các bạn một quyển sách hoàn toàn miễn phí. Và với chương trình lớp học của tôi combo 7 lớp học và 5 phần quà hấp dẫn, sản phẩm thưởng tiền và thưởng bản quyền ebook dự án gọi vốn startup trị giá 1 triệu đô, và những cái ưu ái đi kèm theo nó, thì các bạn hãy nhớ đăng ký like, comment hay là inbox cho tôi, hay là gặp bộ phận telesale để mình có thể đặt lịch hẹn, hoặc là cho mình biết là các bạn muốn nghe điều gì nữa.
tôi sẽ làm những bài hậu ái để tặng cho cả nhà nhiều hơn. Và bây giờ Ngọc sẽ tạm thời ngưng lại ở đây. Và chúc cho các bạn hãy nhanh chóng vận dụng để đạt được cái hiệu quả hay nhất cho cái video trên những trang mạng xã hội của bạn, để xây dựng một thương hiệu kinh doanh vững vàng hơn.